Khi ánh đèn trên mọi ngả đường ở thành phố Hà Tĩnh dần tắt, người dân chìm vào giấc ngủ, thì tại những chốt gác kiểm dịch COVID-19, các cán bộ, chiến sĩ vẫn đang căng mắt kiểm soát tình hình. Những đợt mưa dông bất chợt khiến chiếc lán ở chốt số 11A trên đường Nguyễn Huy Lung giáp giữa phường Nguyễn Du với xã Thạch Trung hơi nghiêng, đồ đạc bị mưa hắt ướt. Nhưng Đại úy Phan Minh Thảo, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Công an tỉnh cùng đồng đội không lấy điều đó làm buồn. Các anh động viên nhau sửa sang, dọn dẹp lại để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Thời tiết mấy ngày hôm nay thì nắng nóng và cuối chiều thì có những cơn mưa giông và đã làm ảnh hưởng đến các cái chốt gác. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng tôi cố gắng khắc phục mọi khó khăn để bám chốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ và chúng ta để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 sớm. Gần 23 giờ, các lực lượng tại chốt kiểm soát xe ra vào thành phố Hà Tĩnh tại cầu Hồ Độ giáp với huyện Lộc Hà vẫn hối hả làm việc. Phương tiện đi qua đây đều được kiểm tra chặt chẽ. Những lúc cao điểm, người chờ làm thủ tục kiểm tra y tế hay tiếp nhận nhu yếu phẩm tập trung đông khiến công việc của các cán bộ, chiến sĩ có phần vất vả hơn. Có lẽ niềm vui của họ lúc này đơn giản là nhận được sự đồng hành, ủng hộ của người dân trong mọi hoạt động. Điều này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trong vùng cách ly y tế. Tôi thấy ông nhà thì ông gần đấy thì ông thấy anh em tuyến đâu á, thì ông vất vả, thì gia đình chẳng có gì hơn nè. Mua cho anh em thùng nước cũng nó ủng hộ anh em tinh thần là sớm vượt qua dịch. Là chúc toàn thể những chiến sĩ đầu ngành sớm vượt qua đại dịch nè. Để cho bà con nhân dân quay lại với cuộc sống ổn định. Ngày nắng nóng, đêm mưa dông, nhưng hơn 600 cán bộ chiến sĩ tại 24 chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh vẫn kiên cường bám trụ. Có khi gặp một số người thiếu ý thức, thậm chí thiếu hợp tác, các anh lại điềm tĩnh giải thích, nhưng không vì thế mà thiếu kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch. Anh em cán bộ chiến sĩ cũng được triển khai đến tất cả các chốt trên địa bàn và thời gian làm cái nhiệm vụ là 24/24 để làm cái nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào địa bàn thành phố tỉnh và cũng như các khu vực khác. Các cán bộ chiến sĩ là làm việc hết sức là vất vả trong cái môi trường điều kiện là cũng rất là khắc nghiệt. Thời tiết thì có lúc mưa, lúc thì nắng. Thì anh em cũng rất là vất vả thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị những cái công tác hậu cần tốt nhất để cán bộ chiến sĩ làm việc, để thường xuyên quan tâm cái động viên cũng như là cái nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ. Dự báo dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, song với sự quyết tâm cao độ, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, sự chịu đựng gian khó của lực lượng chốt gác, tin rằng cuộc chiến cam go với COVID-19 này sẽ sớm kết thúc, để thành sen sớm có lại những đêm hè náo nhiệt.